Hi, chào bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Ta Cho Ba Chấm Cơm. Thì các bạn có thấy gì không? Thấy hình ai chưa? Đây là hình Lý Tiểu Long đúng không các bạn? Một huyền thoại của chúng ta nổi tiếng giống như là Ronaldo hay là Messi gì đó. Ronaldo, Messi thì bên bóng đá, còn anh Lý Tiểu Long thì bên võ thuật cũng như bên phim lẻ Trung Quốc á. Chúng ta rất là mê ảnh. Nhưng mà giờ ảnh không còn nữa rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ review để trên tay review cho bạn một cái sản phẩm, đó là bò hai găng tay hình sâm ha. Thì cái sản phẩm này mình mua thì mà ngẫu nhiên thì nó sẽ in nhiều cái hình ảnh khác nhau, thí dụ như là rồng, hổ, báo, cá rồi đâu đâu gì đó, nhưng mà mình mua mai giao ngẫu nhiên mình không biết nữa, nên họ giao cho mình cái hình này. Cái sản phẩm mình mua với giá là 15.000 trên Shopee. Thì một cái bộ như vậy nó sẽ có hai cái ha. Khi mà nói đến những cái sản phẩm mà bộ găng tay như thế này thì các bạn biết là nó sử dụng làm gì ha. Người miền Nam chúng ta gọi là ống tay đấy các bạn. Ống tay khi mà các bạn đi xe máy á, thì nó sẽ giúp các bạn là tránh được cái việc mà nắng nóng tay khi mà các bạn bận những cái áo thun đó các bạn. Đây, thì nó là một cái loại ống tay luôn, nên khi mà các bạn mang vô thì nó làm vừa là ống tay, nhưng mà nó sẽ theo cái kiểu mà phối phối theo cái dạng mà nó giống như là cái hình sâm đó các bạn. Nên các bạn mang lên nó sẽ thú vị hơn những cái sản phẩm mà nó có những cái hình đặc thù, ví dụ giống như là không có hình gì, hay là màu trắng hay là màu đen, thì các bạn sẽ không đẹp bằng cái sản phẩm này. Các bạn thấy không, in hình của anh Lý Tiểu Long lên tới đây, và nó có hình một giống như là một cái tia lửa các bạn. Hai ống như vậy 15.000 thì mình thấy giá cũng ok. Nếu mà so giá với các bạn mua ở ngoài thị trường á, thì mình thấy nó cũng tương đối thôi, chứ nó không có bị mắc hơn đó các bạn. Tại vì ở ngoài các bạn mua cặp như vậy tầm cũng khoảng 20-25.000 rồi. Thường thường là những cái sản phẩm này các bạn mua online thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Mình sẽ nói một chút về cái sản phẩm này ha. Cái sản phẩm này nó sẽ làm bằng chất liệu thun, và màu sắc thì mình cũng nói cho bạn rồi, nó sẽ có nhiều cái hình khác nhau, những cái màu, cái mẫu khác nhau, thì các bạn mua thì nó sẽ giao cho bạn cái màu ngẫu nhiên. Cái phụ kiện này độc đáo dành cho những cái giới trẻ nè. Cái hình mà găng tay này, cái ống tay này thì nó theo cái dạng hình sâm, là khi mà các bạn mang vô á, những cái tay nào bạn nào hơi mập mập á thì nó sẽ ôm sát vô luôn. Hình này thì thường thường á, nó thiết kế những cái hình sâm á thì nó theo cái màu da người, nó sẽ tương thích với cái màu da người luôn. Nên khi mà các bạn mang vô thì cái hình sâm này nó sẽ nổi lên và nó mang cái tính độc đáo ha. Thì người ta nói là bạn có muốn một cái hình sâm trên cánh tay độc đáo nhưng mà sợ bị kim tiêm nè, hay là sợ đau, hay là sợ màu mực làm ảnh hưởng đến da các bạn thì các bạn không thể thay đổi được, thì các bạn có thể mua một chục bộ như vậy, một chục hình sâm khác nhau. Bữa nay à, tao hình sâm này, bữa kia hình sâm khác, đúng không? Tha thương mà chơi vui thôi. Riêng biệt và cá tính, và che đi những khuyết điểm trên tay nữa, thì các bạn có thể là mang cái sản phẩm này lên với lại những cái áo thun á, thì các bạn sẽ che được cái khuyết điểm ha trên tay các bạn, hay là ngoài cái việc mà các bạn sử dụng có thể tránh nắng thì cũng ok. Khi mà các bạn chạy xe hay là các bạn đi ra ngoài, thì cái sản phẩm này là theo cái dạng nghệ thuật thôi, nên khi mà các bạn mang vô thì nó cũng sẽ thể hiện được cái tính nghệ thuật của nó, chứ nó không có gì mà đau to búa lớn hết các bạn. Thì khi mà các bạn đeo thì các bạn để ý ha, ở đây thì nó có một hai đầu á, một cái đầu lớn, một cái đầu nhỏ, thì các bạn có thể đeo lên. Không đâu, mình thấy hai đầu như nó cũng bằng nhau luôn đó các bạn. Thấy cái nào lớn nhỏ thì mình sẽ đeo thử cho bạn xem ha. Khi mà đeo thì các bạn đơn giản thôi, em chỉ cần đeo vô như vậy. Cái tay mình thì hơi mập á, hơi to, nên mình đeo vô thì các bạn sẽ nhìn ha. Này, nó thường thường khi mà các bạn chạy xe thì các bạn sẽ mang thêm một cái bao tay nữa, đúng không? Thì cái này thì các bạn chỉ mang tới đây, và cái này thì các bạn sẽ kéo lên ha. Nó, bạn kéo lên đây, kéo lên cái khu vực mà cái ống tay các bạn. Đó bạn, bạn thấy không? Giang hồ chưa? Giang hồ chưa? Nhìn cũng rất là đẹp bạn. Mang vô thì nhìn khá là ok. Chính nắng khi mà các bạn đi mang bằng những cái áo thun mà các bạn chạy xe thì nhìn cũng rất là đẹp. Thay thế cho những cái bộ mà găng tay nó không có hình hay là màu che đen ha. Đây, khi mà mang vô thì các bạn nó như vậy thôi. Đơn giản như vậy. Đó, đây. Các bạn nào mà tay hơi nhỏ, tay mình tí thì mang ok hơn, tay mình hơi bự quá, mang vô thì đều nó hơi chặt tí ha. Cái chất liệu thun á thì nó sẽ co giãn theo cái tay, nhưng mà các bạn mang vô đầu á thì nó khó chịu. Nhưng mà khi mà các bạn quen rồi thì nó sẽ không gì ha. Cái sản phẩm này thì khi mà sử dụng mà nó bị cũ á thì các bạn có thể thay thế một cái bộ mới, hoặc bị dơ thì các bạn có thể sẵn sàng giặt đơn giản thôi, nhanh chóng. Các bạn có thể gói gọn như vậy, bỏ trong cốp xe hay là túi sách, hay thậm chí trong túi chúng ta, hay là những trong những cái bóp nhỏ chẳng hạn, thì các bạn có thể đi ngoài đường có thể mang vô sử dụng ha. Thì trong video này mình cũng đã trên tay đi review cho bạn về sản phẩm bộ hai găng tay hình sâm
mình đã mua với mức giá là 15.000 trên Shopee. Về phần link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video ha, thì các bạn có thể bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay nè, cũng giống như hữu ích cho các bạn, thì các bạn bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tayche3.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye các bạn. Bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.